đội mưa, xúc động xem Lam Trường, Cẩm Ly, Đan Trường hội ngộ. Trong đêm nhạc 30 năm tình khúc Nguyễn Nhất Huy, có sự góp mặt của bộ ba Cẩm Ly, Đan Trường và Lam Trường, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Tối ngày 22 tháng 7, đêm nhạc 30 năm tình khúc Nguyễn Nhất Huy diễn ra trong không gian ấm cúng tại Đà Lạt. Theo ghi nhận của phóng viên, dù trời mưa lớn nhưng rất đông khán giả đã có mặt, lấp đầy các hàng ghế để ủng hộ dàn nghệ sĩ. Đan Trường mở đầu đêm nhạc với Mãi Mãi Là Niềm Đau, bài hát về mối tình 53 tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Khi hát ca khúc Hỏi Tôi, Đan Trường cho biết anh vô cùng áp lực vì đây là bản hit của ca sĩ Cẩm Ly. Với tiết mục này, anh Bo đã lấy nước mắt của nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu và diễn viên Phi Long. Đan Trường xong ca đêm cô đơn cùng Cẩm Ly, anh treo đồng nghiệp trùng tu nhan sắc vì một bên mặt bị sưng, nhưng Cẩm Ly cho biết đang gặp vấn đề về răng nên mới xảy ra cớ sự này. Xuất hiện trong phần 2 của đêm nhạc, Cẩm Ly thể hiện ca khúc Thương Nhớ Người Dân với phần đệm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Đặc biệt, nam nhạc sĩ khiến khán giả thích thú khi kể chuyện xấu chị Tư trên sân khấu, anh nói: vợ chồng Cẩm Ly Minh Vi hay rất giận nhau. Cách đây 20 năm, hai người giận nhau là tắt máy, hoặc đổ số khác phải nhờ tôi nói chuyện. Lam Trường thể hiện bản hit Tình Mẹ gắn liền với ca sĩ Mỹ Tâm. Anh thổ lộ: tôi nghe Tâm hát rất nhiều. Tôi là con út trong gia đình 11 anh em. Mỗi lần đi diễn về, thấy má vẫn đợi mình về rồi mới ngủ, tôi rất xúc động. Tôi thường xuyên kể cho má nghe những chuyện đi thi hát. Hiện tôi ở cùng nhà và chăm sóc má. Đặc biệt, hai tiết mục Bờ Bến Lạ và Người Thầy của Đan Trường, Cẩm Ly, Lam Trường kết hợp thể hiện, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Bộ ba nghệ sĩ vẫn giữ nét trẻ trung, phong độ như ngày nào. Theo Nguyễn Nhất Huy, để có đêm nhạc đầy đủ ba nghệ sĩ Đan Trường, Cẩm Ly và Lam Trường, anh phải đợi 2 năm mới thực hiện được. Ngoài ra, Nguyễn Nhất Huy cũng khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về bà xã tại chương trình. Đó là người chưa bao giờ xuất hiện trong các sáng tác của tôi. Cảm ơn bà xã Lê Kiều Như.